Ở đây nhá, bố đi làm giá bát nhé. Chị đâu? Chị vén màn lên đi. Nào em tránh một tí ra bố mới thấy được. Chị lấy thước cho bố về. Đưa đi đi.
đây dưới cái này cho bố. Dưới cái này cho bố con. Tiếp cái này. Đây đây đây. Giữ của bố vậy. Con về đây ngủ bố ơi, bố giữ vậy. Không đủ được rồi. Chiều nhau chạy rồi.
Giữ cho bố cái này sang đây giữ cái này. Em đưa đinh cho đây cho bố. Rồi cho bố trang một cái. Thank you.
nó ngủ cả nhà đi con ơi. Bây giờ có cái cửa nhưng mà khe là căng á.
Ừ, tránh tránh. Mẹ bơi bơi nằm dẹp thế. Đưa lắm rồi cho em cái này. Hùa, hơi tránh, tránh nhà các, nhà các. Đấy. Ơ, mẹ nhà. Không để đấy được đâu, để gõ bên này thôi. Con lên đinh vào cho bố vậy. Lấy hai cái thôi. Để xuống. Rửa dậy. Xong rồi đấy. Bây giờ mình bố con mình đi dọn dẹp đi. Xong. Cái này dùng được rồi, lấy ra. Con ơi, lấy cái đinh cho bố ơi. Hay lấy cái dao cũng được. Con dao ấy, lấy con dao cho bố. Con dao ớ. Dao về, cái đấy cưa chứ con. Con biết dao à? Thế thì cắt cưa đi. Bữa
đó cho nó cẩn thận nhé, không nó chập cái trái bùn. Đính bơi xa lấy con dao cho bố con. Lần này có điện rồi đấy. Tới ăn ngon. Bây giờ đi rửa nồi, rửa bát xong để vào chạm bát kia nấu cơm ăn. Nói đã. Hôm nay mổ gà nhé. Hôm nay mổ gà mừng rồi nhà mình. Thank you.
không kêu nhau con à. Bố nhóm lửa nấu cơm. Một hộp cơm nữa. Cho mình ra nhé. Cho mình ra cái hộp cơm à. Một luôn thôi. Một bát nữa. Không có gì. Nhau hai bát rồi. Nấu cơm xong mình mổ gà nhé. Xong mình nhặt hoa đu đủ xào lên lòng. Xong mình lên lấy cái bí lên làm canh. Sôi rồi đấy. Mở gà rồi. Bố đổi đó. Đổi cơm sang bên này. Ở bên này có lửa không? Không, bên này tắt lửa thì cơm. Con à, gà mình chết rồi, lại chết một con rồi. Bây giờ chết dịch hết rồi. Không, gà chết ngoan rồi. Đúng rồi. Chết mình chôn đi, ngoan rồi. Con này chết rồi. Chết một con rồi, còn mấy con lại như kiểu gấp bị ấy. Lại chết này. Con về nhà lấy xẻng về đây, bố đi chôn con này. Bố bắt một con ngân tí. Còn mấy con chết chết ai phải mua thuốc về cho nó thôi. Tranh bố. Nóng rồi. Nóng rồi. Gà này gầy quá này con. Còn nhé. Sao con này lại ra
Con cái nào là giá? Gầy thật đấy nhỉ, con gà này. Một cái bộ bọn mình mổ ra, thôi mình cầm cái nó cháy em cháy ra để vào đây. Hạnh lâu rồi. Đi á. Mang lên mà. Chưa. Đi mới chín. Con này trẻ không đủ ăn mà. Đây không phải trẻ. Cơm chết chín rồi đấy. Dầu bí để nằm canh. Dầu bí. Đây cả nhà đây. Này, tôi đã ăn đâu nhá. Ơi bố, hay đi chơi. Ngoài bé. Đây đủ ăn. Đi cẩn thận nhá. Bố bảo đi trong nhà về đi. À, con lấy cái bát về đây cho bố về. Cho ừ. Bố làm gì? Để bố ơi. Tí nữa ăn cơm xong rồi sắp tối. Cái này dài à? Nhưng mà cái này đôi của con tôm à? Thank you.
con thích thiếu thiếu. Thiếu gì? Ừ, thiếu cũng thích chậm. Thế bố ngồi bên này xấy cơm cho nhé. Đây, mẹ bố làm cả ớt này. Đây, bố xấy cơm cho nhé. Canh, để đi. Nó để, thế bố làm. Đây, của chị đây. Của em này, ăn đi. Ừ, bố khăn lấy thôi. Khoan để chân là khi đã ăn chân sau à? Bây giờ bố bọc gà cho ra. Gà bé quá, gà chín. Ừ. Đây chị đây. Con xin bố à? Con xin bố. Ừ. Của em đây. Con xin bố. Ừ. Mày bỏ cơm. Ừ, ăn đi con. Ừ, bỏ ăn cơm. Ừ, ăn. Ăn sao nhé? Ăn đi, ăn cả thịt rồi. Chẳng còn ăn. Ăn nó còn bố lại bóc ra là sao hả? Ăn cả thịt nhiều lắm rồi. Ừ. Bỏ ăn hoa cho đủ. Ngon lắm. Bố ăn đi. Cánh cho nó khỏe để con tươi tay khỏe nhá. Ây à, dài phết đấy cả. Ây à, ăn thịt đi. Hôm nay em mừng làm nhà mới á, một con gà nhá. Ăn đi. Có thật xương nhá. Ừ. Ai hết đẹp khó. Ai hết. Ngon này. Ngon này một bát chạm. Gà chết hết rồi còn gì nữa. Bây giờ chết dịch hết rồi. Ừ. Khó. Cho nên là bọn này là ăn được mà. Ừ. Ăn súp. Ăn đi. Ngon rồi. Ăn nhá. Mai mình tiếp tục làm việc nhá. Mai giờ đi đi làm tuần lá. Làm gì đó? Ừ? Làm như từng ngày nữa có gì. Làm đảm rồi chứ. Ừ. Căn dợn, tắm rửa da căn dợn. Ngon. Rồi, rồi. Của em cẩn thận, của em hết. Bạn ăn hết đi. Ui, em vợ ăn hết được một cái. Em ăn, ăn thịt thôi, và vợ ăn xong rồi đấy. Hôm nay có thịt gà ăn đi nhỉ. Rồi đó. Thôi, thôi, cái này thương mà. Bố lô tay rồi đấy. Ăn mẹ bố. Ừ. Không thích gì à? Thích gì? Thích gì ở nhìn chị mà phép này. Thích gì? Ừ, giỏi quá, giỏi quá. Thích gì? Cơm cho bố. Ừ. Phải cơm gì cơm đâu, bố dọn. Lấy, để ra hoa vào trong lá đi. Nha. Ừ. Để làm gì đấy? Để mai cho con làm. Bố dọn cơm. Con ngồi ở đây đi. Từ từ đấy. Để tí nó lâu trên tay dưới con ngồi. Bố ơi, con đi rửa trên tay à? Ừ, chờ tí bố đi rửa nhá. Bố dọn nhá. Cơm.
À, bố quét đâu? Bố quét đâu? Bố quét đâu? Nghỉ á? Nghỉ tí xong mới ngủ được, vừa ăn cơm no nhé. Em về đây bố kể tóc ra này. Bố ngủ á, tí làm à? Tóc em đẹp đấy nhỉ? Có tuần dưới cơm này tóc nhé. Em nghỉ quá. Bố con để tóc. Cởi đi, để tóc, cởi tóc đi ngủ chứ. Tóc của con có xương. Đó. Mơ ngủ thì đi ngủ á. Để bố mong màn. Đó không, mấy quạt. Bố ra ngoài đóng cửa đi dọn đây. Chị màn nhé. Cẩn thận chứ không nên nó muối nhiều lắm đây. Để bố làm. Để bố ở đây. Cứ nào đi ngủ ạ. Bố quạt cho đi ngủ ạ. Bố quạt, bố cả sáng à. Bố không ăn ngủ không? Tắt điện không? Tắt điện không, con sợ. Thế tắt điện không? Tắt, không tắt á. Em bé sợ không tắt đâu. Nhưng đi ngủ đi bố quạt thôi.